Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay ở trong cái clip này, tôi sẽ dành riêng cái clip này để tri ân con Tutka, là một trong những cái con mà sau khi update vào ngày mai, sau cái bản update vào ngày mai thì nó sẽ bị khóa. Và khóa đến bao giờ quay trở lại thì tôi không biết nha anh em nhá, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khóa rất lâu. Đấy, rất lâu. Và rất có thể là nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đấy, không bao giờ quay trở lại để chúng ta có thể chơi được một cái con thuộc tộc Warrior kết hợp với cả Beast nữa. Anh em cũng biết là những cái con mà bị khóa từ trước đến nay ấy, là chỉ có hai con là quay trở lại thôi. Là con Shutdown Evil, Shutdown Devil và con Phantom Queen là quay trở lại thôi. Còn tất cả đều chưa bao giờ quay trở lại nha anh em nhá. Chính vì thế là có rất có thể là Tutka nó cũng sẽ ra đi mãi mãi. Thế nên là hôm nay tôi sẽ dành ra cái clip này để tôi tri ân nó nhá. Thì vì cái clip này là với clip mà mang màu sắc là tri ân. Đấy, nó hơi có một chút gì đấy, nó hơi thấm đượm cái nỗi buồn. Nó hơi buồn một chút, một cái nỗi buồn mát mát. Nên là tôi muốn là editor trong cái clip này, ngoài cái việc là tôi nói chuyện ra, đó, một chút nhạc ra thì hy vọng là editor sẽ thêm vào những cái hiệu ứng âm thanh tươi vui nhá, nhiều tiếng cười để cho cái màu sắc không khí ở cái clip này nó vui hơn nhá. Ok nhá, được rồi. Đấy, thế còn đầu clip như thường lệ tôi vẫn xin được cảm ơn anh em Phạm Hưng và xin được cảm ơn anh em Tú Bùi đã đăng ký hội viên mới trên kênh. Rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Xin được cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, bài này thì cứ hướng về là chơi thực ra thì chơi Warrior thì nó cũng không hay lắm. Mặc dù là Warrior thì cái bộ Warrior nó có cái con Tutka kết hợp với con sói, là nó là bộ Beast đấy, đúng không? Nhưng mà cái bộ đấy, cái bộ Warrior 9 qua ấy, thì nó có một cái là nếu mà nó không có con Tutka thì nó vẫn chơi được. Chúng ta tìm một cái line up mà không có con Tutka thì không thể chơi được nữa. Tức là nếu mà chúng ta bị xóa con Tutka đi ý, là nó sẽ biến mất mãi mãi. Vậy nó là cái line up nào? Chúng ta sẽ phải tìm một cái line up mà không có con Tutka thì không thể chơi được nha anh em nhá. Beast thì không phải rồi. Nếu mà bộ 6 Beast thì không có con Tutka thì nó thay thế. Nó sẽ có cái sự thay thế. Đấy, ngày mai nó thay thế bằng cái con quên bố tên. Con lấy tên là gì ấy nhỉ? Tự nhiên quên. Tôi chơi một lần rồi mà tôi quên mất tên của con đấy. Mà hình tượng xây dựng là Jack Sparrow. Đấy, thuyền trưởng Jack Sparrow ở trong phim Cướp Biển Vùng Calibre. Nhưng mà quên xứ tên rồi anh em ạ. Đấy là một cái con dạng cái kiểu hải ly. Đấy, thích, có cái sở thích. Đấy là thích húp sò, húp hàu. Húp hàu ngon. Ngày mai ra mắt. Đấy, ngày mai update thì khoảng, chắc là tôi nghĩ là đến sáng mai là anh em có thể chơi được rồi. Đấy, mà sau khi con đấy ra thì tôi sẽ bắt đầu đi nghiên cứu meta để ra những cái đội hình mạnh ở trong meta mới khi mà ra con tướng mới. Đấy, đây rồi, Tutka này. Ok. Rồi, nhân vật chính rồi. Đấy, nhưng mà cái con tướng mới thì chúng ta cứ tạm quên đi đã anh em ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ tri ân con Tutka này. Đấy, rất có thể là chúng ta đây là lần cuối chúng ta gặp nó, nên là chúng ta sẽ chơi một cái line up nhá. Bây giờ chúng ta tìm một cái line up mà nếu mà không có Tutka thì không thể chơi được. Thế anh em từ lấy giờ anh em đã đoán được ra chưa? Anh em đã tìm ra được cái line up nào mà không có Tutka này thì không thể chơi được chưa? Anh em chắc là cũng có anh em đoán được rồi, và tôi cũng vừa mới đoán được xong. Đấy anh em ạ, line up đấy nó chính là line up Wabit. Được không anh em? Wabit hợp lý chưa? 6 Warrior 6 Beast ở level 10. Ok. Ui, vớ vẩn thua sau này không? Ê, đừng bỏ hóa nhá. Ui dồi ôi, may quá. Có cái hồi máu anh em ạ. Được thế nhờ. Đây rồi, cho sói này. Warbeat anh em nhá. Chuyện này chơi Warbeat rồi. Ok, bán bớt mấy cái con này không chơi đi này. Đủ tiền mua sói cho vào. Nếu mà bây giờ chơi 4 bit thì sao? Chơi 4 bit, cho 4 bit vào ngon hơn không? Ngon hơn. Chắc chắn rồi. Rất có thể là chúng ta sẽ có 6 bit trước cả 6 Warrior. Thì nói chung là bộ nào mạnh thì chơi thôi. 6 bit có trước thì 6 bit chơi nhá. Còn 6 Warrior có trước thì chơi 6 Warrior.
Cả hai cái lineup đấy khi mà đủ bộ thì đều mạnh cả. Đấy. Thôi thôi thôi. Em ơi, editor thôi nhá. Chắc là anh nghĩ là thôi chúng ta bớt đi, chúng ta không cần phải đưa các cái hiệu ứng âm thanh nó quá nhiều như thế đâu. Sẽ khiến cho các anh em xem kênh các anh em sẽ không chịu nổi đâu. Đến tôi còn không chịu nổi nhá. Thôi thôi nhá. Ừ. Thôi, stop. Mới tuyển editor anh em ạ. À. Vẫn còn chưa quen edit những cái video clip của tôi. Đấy, vẫn còn có những đoạn chưa biết là phải xử lý thế nào. Thôi được rồi, cái này phải đào tạo từ từ anh em ạ. À. Đến tôi mất một thời gian khá dài để tôi có thể học được edit video. Ok. Chúng ta tạm thời chúng ta ở level 6. Kẹp được vào con CM tăng khả năng là búp mana bắn trưởng cho nó nhanh. Đấy. Thế là được rồi. Đấy mà lên 7 rồi là anh em biết là gì không? Lên 7 nó sẽ là kẹp vào 3 human. Chuẩn luôn. 3 human có sách luôn anh em ạ. Đấy. Flame lên được 2 sao cái cho vào thay luôn. Thay luôn con Heaven Bomber ra. Quá ngon. Ok, úi giời. Đây rồi, Warrior đây này. Hay quá nhở. Rồi thế thì chắc là tôi nghĩ là cho vào thay con CM ra. Ok. 3 Warrior 4 bit. Ui giời, khỏe luôn anh em ơi. 3 Warrior 4 bit ở level 6. Level 7 là sẽ là cái gì? 6 Warrior 2 bit à? Chưa biết, cứ từ từ để bài ra như nào chơi thế thôi nhá. Hy vọng là tôi sẽ có chuỗi giữ được đến round 12. Đồ này thực ra tôi chưa lấy đồ nên là tôi cũng không có tự tin lắm vào cái chuỗi. Đây này, gặp cái thằng này khá khỏe ở đây. Kẹp đỏ vào rồi. Nhưng mà mới ở level 5 thôi, chắc là tôi vẫn chơi được. Mặc dù là nó khá to nhá. Khá to đấy. Nhưng mà tôi có Celeji là 4 bit. Mặc dù là gọi ra khá nhiều đệ ở đây, nhưng mà tôi cũng có con gọi đệ, đấy chính là con sâu ở đây. Ờ, con chó tôi cũng gọi đệ này. Hay quá. Thắng rồi, được. May cái thằng đấy nó không áp cấp lên đấy. Thằng đấy áp cấp lên có khi thua. Đấy rồi, chó sói. Ôi, chó sói ra nhiều cái này. Có khi là trận này chơi con sói được đấy nhở. Trận này lấy đồ cho sói được đấy anh em ạ. Được. Chó sói kết hợp với cả 6 bit với cả 6 warrior sói này. Vừa có thể đánh stack được của bit này, tăng đam này. Đấy, mà lại vừa có giáp nữa, giáp to. Giáp thì cũng phải rơi vào tầm khoảng 20 đến 30 giáp ấy chứ. Nhiều đấy. Được. Con chó nó sẽ sống, nó sẽ dai hơn, nó sẽ trâu hơn ở trong combat. Trận này có thằng chơi mết à? Đây không biết là assassin hay là mết đây. Hay quá, giữ ở round 10 rồi anh em ạ. Được. Rồi. Đây này, round này là chúng ta có thể lấy sách được này. Nhưng mà bây giờ á, bây giờ lấy sách thì có đép được đau quái này không nhỉ? Được chưa? Ui rồi, bị làm sao này? Anh em ơi, có một cái gì đấy ở cái chuột của tôi mà tôi không điều khiển được cái chuột này. Chết tôi rồi. Cái lỗi này nhá. Cái lỗi này rất hay bị. Anh em nào mà chơi cái bản PC ấy, thế nào anh em cũng bị cái lỗi này. Đấy là điều khiển cái con chuột ấy, nó rất khó. Khi mà nó bị dính cái lỗi đấy, bị bắc hay sao ấy. Đấy, tôi không kéo được cái này ra luôn. Đấy, úi rồi. Là cái con chuột của tôi là cực kỳ ngon luôn. Cái này nó không phải lỗi chuột đâu anh em ạ. Cái này nó là lỗi game hay sao ấy. Bởi vì tôi đã từng thử, tôi thay cái con chuột khác rồi cũng không được. Đấy. Tôi là tôi con chuột đang dùng này là Logitech G302 là cực kỳ là tốt luôn. Tôi cũng đã thử thay cái con G102 vào rồi. G102 vào cũng không được anh em ạ. Nên là chắc chắn là tôi nghĩ là không phải do chuột đâu. Cái này nó là do là bị làm sao ấy, do không tương thích với game hay sao ấy. Bởi vì cái bọn Logitech nó có những cái hỗ trợ phím tắt phím tiếp các thứ, phần mềm riêng nên là nhiều khi nó bị kiểu tương thích không tương thích ấy, cái phần mềm. Nhiều khi là mình cái thao tác ở chuột thì nó cái lúc được nó lúc lại không. Không hiểu kiểu gì.
mà kéo từ cái đồ ấy, kéo sang ấy, nó rất khó luôn ấy anh em ạ. Kéo từ cái hòm đồ xuống ấy, nó rất khó. Nếu mà anh em chơi bản PC anh em sẽ biết được cái này. Đấy, đấy, anh em thấy không? Lúc tôi kéo ra nó rất khó nhá, nhưng mà lúc mà tôi thao tác thì nó vẫn bình thường. Nhưng tôi nhấp nhấp các thứ nó vẫn bình thường, nhưng mà lúc tôi kéo ra nó có vấn đề. Có vấn đề đấy. Rồi, hay quá. Ở level 7 chúng ta kẹp được vào, ở đây nó là 6 warrior rồi, kẹp với cả 2 bit. Mà lên 8 nó kẹp được 4 bit rồi anh em ạ. Tuyệt vời. Được đấy. Rồi, cái tầm này cứ như này mà giữ chuỗi thôi anh em ạ. Sức mạnh của đội hình này bây giờ nó tương đối ổn. Rồi, còn đồ thì tôi sẽ hướng tới là tôi lấy đồ cho con chó sói anh em nhá. Trận này chúng ta sẽ có quay trở lại là cái con chó sói siêu đẻ ở đây. Trận này sẽ có đây. Tiết kiệm. Từ từ đã, đồ này chưa lấy vội anh em ạ. Tí nữa sẽ lấy đồ cho chó sói. Rồi, chúng ta sẽ có một con chó sói siêu đẻ quay trở lại với anh em. Chúng ta cần là cần phải ghép được cái dấu ấn thời gian. Đấy, để ghép cái hổ phách lên game. Để chắc chắn là round 30 là sẽ phải lấy được cái hổ phách. Thế là tôi phải tiết kiệm rồi, tôi thiếu cái nhẫn lẻ nữa. Đấy, tôi đã có áo choàng rồi, áo choàng kháng ma rồi, tôi chỉ cần cái nhẫn lẻ thôi là được. Đấy, còn cái giáp phản sẽ lấy sau. Giáp phản lấy sau. Đồ ưu tiên đầu tiên ấy, chấn phái nó sẽ phải là cái hổ phách anh em ạ. Phải có. Và nó còn phải có ở round 30 cơ. Chứ còn đến round 35 ấy có khi là toang ấy. Round 35 mà ra là cái đấy thì là cái đội hình này toang ngay. Bởi vì chó sói cầm đồ mà. Chó sói mà có đồ mà lại dồn đồ cho chó sói thì nó sẽ không có đam đâu. Lấy toàn đồ thủ thôi. Nếu mà không ra được cái món đồ đó thì xác định luôn là thua nha anh em nhá. Đấy, nên là anh em nhiều khi anh em chơi anh em chọn con chó sói làm co thì nó cũng sẽ là một cái con dao hai lưỡi đấy. Một là anh em vô địch, hai là anh em sẽ phải ra đi vị trí top rất thấp. Đấy, khả năng cao là như thế. Xác định luôn. 30 mà không ra được cái quả trứng ấy, không ra được cái viên hổ phách thì thôi, xác định luôn anh em nhé, là toang. Thế thôi, cho nó nhanh. Đấy, còn mà nếu mà ra được cái hổ phách thì lại được, lại chơi được. Nếu mà dồn đồ cho chó sói thì cũng là ổn đấy. Chơi warrior dồn đồ cho chó sói là cũng ổn. Và trận này tôi chơi nó sẽ không phải là 9 warrior. 9 warrior thì nếu mà dồn đồ quá nhiều cho chó sói thì thực ra là nó không có đam đâu. Đấy, nếu mà chơi mà 6 warrior kết hợp với cả 6 bit thì nó lại có đam anh em ạ. Ờ, nó lại hay đấy cơ. Nó lại có đam. Bây giờ tôi lên 8 luôn không nhỉ? Quả lên 8 luôn là kẹp được vào 4 bit này. Nếu mà chơi cẩn thận nó up cấp một phát lên 8 luôn. Được không? Anh em thấy thế có ổn không? Up nhá. Up cái anh em thấy nó lại đề ra vui, tôi bỏ mẹ luôn anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là dạo gần đây là toàn up cấp là mất chuỗi thôi. Chuỗi cộng 9 này up cấp là mất chuỗi thì ngu người luôn đấy. Thôi anh em ơi, có đôi khi chúng ta chả phải làm gì cả, chúng ta lại giữ chuỗi. Tin tôi đi. Anh em cứ tin tôi đi, nó là như thế đấy. Nhiều khi mấy quả up cấp gần đây anh em thấy toang toang rồi. Thôi không dám anh em ạ, không dám đâu. Cứ để cái này thôi. Ok, hay quá. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Anh em thấy chưa, tôi bảo rồi không cần phải làm gì, nó có chuỗi. Nó cũng sẽ giữ được chuỗi cho tôi thôi. Còn mà bây giờ mình lại up cấp lên thì nó lại hết chuỗi này toàn luôn anh em ạ. Thôi được rồi. Đấy, thế nào, bây giờ chúng ta đủ cái bộ 6 warrior và 4 bit ở level 8 nha anh em nhá. Đấy, rồi dần dần chúng ta up 9, up 10 thôi anh em ạ. Bộ này tôi nói thật với anh em là thôi tôi cũng không cần phải roll quá nhiều đâu. Tôi nghĩ là nếu mà roll thì roll ở level 9 đi, được không? Hay roll ở level 10? Chả nhẽ roll ở level 8. Level 8 là 6 warrior 4 bit thì nó có mạnh không nhỉ? Thực ra cái này tôi vẫn chưa thử. Hôm nay tôi chơi cái bộ tri ân, cái bộ này tôi mới chơi thôi. Bởi vì nếu mà ngày mai ấy, mà cái con tốt ca này nó mất đi thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ có thể chơi được cái bộ 6 warrior kết hợp với cả 6 bit nữa. Chắc chắn đấy. Thiếu một con warrior bit mà. Đúng không? Đấy là cái điều chắc chắn, không bao giờ chơi được nữa. Chính vì thế là hôm nay sẽ chơi nó là cái tri ân cuối cùng trong cái bộ này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ phải đặt ra một cái câu hỏi là chúng ta dừng lại ở 8, chúng ta roll hay là chúng ta tiếp tục lên 9, lên 10. Rồi, thôi thì tạm thời cứ ở 8 đã này. Đấy, và tôi
Đấy, lại đéo lấy được đồ này. Cay không? Cay thật. Ở đây là chúng ta có thể lấy được cái dấu ấn thời gian được rồi đấy. Dấu ấn thời gian, và thậm chí là chúng ta có thể lấy được cái giáp phản luôn anh em ạ. Được đấy nhờ. Được đấy. Đấy, đây là những cái món đồ quan trọng nhất để có thể dồn cho con sói đây rồi. Có hết rồi anh em. Đấy, có hết rồi đây rồi. Ổn rồi. Ba món rồi, giáp phản này, chén thánh này với cả dấu ấn thời gian. Ok. Được rồi, quá tốt luôn. Nhưng mà tôi vẫn có một cái điều lo lắng ở trong cái trận đấu này, đấy là cái thao tác chuột của tôi. Không ổn. Lúc kéo đồ nó rất chậm anh em ạ. Tí nữa mà ví dụ chuyển đồ các thứ là mệt đây này. Kéo đồ rất mệt luôn đấy. Tự nhiên là bị cái kiểu kéo đồ nó bị chậm ấy. Do là nó bị lỗi cái gì đấy mà bây giờ tôi kéo đồ nó rất là sida luôn anh em ạ. Kéo mãi món đồ nó mới ra khỏi cái bao. Sợ thật sự, lâu lâu bị phát này. Tút ca trận này nuôi lên 3 luôn nhá. Tri ân nuôi lên 3 luôn nhá. Anh em nhá. Trận này tri ân nuôi tức ca lên 3 sao. Tôi sẽ nuôi tức ca lên 3 sao này. Con Aquaman lên 3 sao. Con sói lên 3 sao. Trong trận đấu này. Thêm con Squidman nữa cũng được. Chơi Ron thì bây giờ từ từ đã. Tôi cũng chưa biết là bây giờ 50 tiền thì Ron ở 8 có khi ngon hơn. Ron ở 8 nó mới dễ lên 3 sao anh em ạ. Mà up lên 10 thì làm gì còn tiền Ron nữa đúng không? Nhưng mà tôi chỉ sợ là cái bộ này nếu mà chơi ở 8 mà chỉ kẹp có 4 bit thôi ấy, thì cái sức mạnh đội hình này nó có mạnh không? Tôi chưa nghĩ ra liệu rằng cái sức mạnh của đội hình này nó có mạnh không? Bình thường là nếu mà ở 9 ấy, là 9 Warrior thì nó rất mạnh vì nó form được cái bộ bài khỏe. Còn nếu mà cái bộ này ở 8 tức là 16 Warrior kết hợp với 4 bit thôi. Nhưng không ăn thua. Đấy mà cái bộ 6 Warrior 6 bit là mạnh nhất ở level 10. Thế thì cũng chưa biết anh em ạ. Chưa biết. Để tôi xem nữa là thế nào đó. Đối thủ đã để đánh giá được tương quan lực lượng đó. Nhiều khi là bây giờ ví dụ tôi bây giờ đang là 6 Warrior 6 bit đúng không? À 6 Warrior 4 bit. Đây bây giờ chỉ là 6 Warrior 4 bit thôi. Mà tôi lại gặp cái thằng 9 Warrior thì chắc chắn là tôi thua. Ăn làm sao được. Đúng không? Vốn dĩ cái bộ bit nó đã gọi là thua bộ Warrior rồi. Không được. Chơi từ từ đã. Để xem đối thủ như nào đã. À, đối thủ lại còn chơi cả Assassin cái đéo gì đấy. À không không không. Thằng này là nó câu gấu. Thằng này vẫn là 9 Assassin đấy. Nhưng mà định câu là ở đây là câu thêm. Câu làm đéo ở nữa nhở. Gấu Assassin 2 sao rồi. À tức là tham gấu Assassin 3 sao phải không. Hơi tham đấy. Kẹp Wizard vào để kích hoạt 4 gấu anh em ạ. Chơi kiểu. Kiểu ra bài. Ok. Câu gấu thì câu đi. Tí nữa gặp Warrior thì cũng xuống hố thôi. Đây. Ôi ôi, tôi thế này chơi đủ 9 Warrior rồi ấy. Nhưng mà chơi beat nhá anh em nhá. Chơi 6 con thôi. Nếu mà chơi 6 con thì có cần thì con Glacier này không nhỉ? Thực ra thì cũng chả cần. Bởi vì là cái trận đấu này nó đâu có cái con Lancer đâu. Không có Secret Lancer thì kẹp cái con này nó cũng chả có hiệu ứng Glacier để kích hoạt beat. Thực ra nhá, bây giờ tôi mới để ý là nếu mà cái bộ Glacier beat ý. Ờ đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhở. Tức là nếu mà chúng ta có con Secret Lancer ấy, mà chúng ta chơi 6 Glacier, 6 Wario ấy. 6 Glacier, à không, không, sorry anh em. 6 beat, 6 Wario. 6 beat, 6 Wario và kết hợp với cả hai Glacier thì nó mạnh phết đấy anh em ạ. Vốn dĩ cái bộ Glacier hai con ý kết hợp với 6 bit nó đã mạnh rồi. Con là con Lancer đúng không? Secret Lancer. Bây giờ là nó lại kích hoạt thêm là 6 Warrior nữa thì tức là nó vừa trâu nữa. Nó cực kỳ mạnh luôn. Đấy, nhưng mà tôi lại quên mất. Đấy, tôi quên mất là có một cái đội hình như thế rất mạnh. Nó phải gọi là mắc binh luôn đấy. Hàng phòng thủ này, hàng phía trên nó rất là cứng. Đấy, có Doom để khắc chế những cái bộ như là bộ God. Đấy, hay những cái bộ như bộ Sin này chẳng hạn. Bộ có con gấu Sin này này là khắc chế được bởi con Doom. Đấy, kẹp được Doom vào trong bộ beat này. Lại kẹp được 6 Warrior, lại kẹp được 6 beat. Lại có kết hợp thêm 2 Glacier để tăng tốc độ stack dam của bộ beat nữa. Thì đúng là cái bộ đấy nó rất là khỏe đấy nhá. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta trận này nó lại không có Secret Lancer. Đấy, nó lại thế cơ. Tôi lại chọn một cái trận đấu nó lại hơi sai.
chọn một cái bộ tức là nếu mà lẽ ra là tôi gặp cái trận đấu mà không có Sacred Lancer này là tôi quýt mẹ luôn, tôi ra tôi làm cái ván mới anh em ạ, là có Sacred Lancer để kẹp vào để chơi 6 Warrior 6 bit và có kết hợp với cả hai Glacier nữa. Đấy thì nó mạnh, nhưng mà tôi lại rất tiếc là chơi trận này lại không có Sacred Lancer mà tôi lại không để ý anh em ạ. Đấy nó lại đèn như thế này. Còn nếu mà tôi để ý chắc là cái bộ đấy nó phải nói là mắc binh đấy. Tôi để ý một chút đầu game mà tôi không thấy là tôi có thể làm trận mới luôn. Tôi ra tôi làm trận mới tôi quyết luôn. Làm một trận nhanh trận mới để tri ân. Thì chắc là chúng ta sẽ có một cái đội hình nó phải nói là mạnh nhất ở trong cái bộ 6 Glass lại nhầm. Sao nhiều thế nhở? 6 Warrior, 6 Beat. Đấy là mạnh nhất ở trong cái bộ đấy. Để anh em chứng kiến được sức mạnh thật sự của cái bộ đấy nó như nào khi mà nó kẹp thêm được hai Glacier nữa. Đúng không? Nó phải như thế chứ thì nó mới biết được sức mạnh tối đa, sức mạnh tối thượng của nó chứ. Nhưng mà rất tiếc, tôi rất tiếc là trận này tôi lại quên mất. Mà bây giờ tôi chơi đến đây rồi thì chả nhẽ bây giờ lại đang chơi cộng 15 mà tôi lại out thì nó lại buồn cười lắm. Thế anh em ạ, thế thôi nhá. Thế thì anh em chịu khó xem nó chưa phải là nó quá mạnh mẽ. Nó chỉ mạnh gọi là vừa vừa thôi vậy anh em nhá. Thôi thì chơi một cái bộ nó mạnh vừa vừa vậy. Rồi, trứng này. Đập cho sói luôn. Đằng nào cho sói chả phải lên 3 đúng không? Rồi. Đấy, bây giờ là up. Đấy rồi, cho sói này. Bây giờ tôi up 10 là được rồi đấy anh em ạ. Tầm này up 10 lên là 6 bit vào. 6 bit 6 warrior được rồi. Đấy, nhưng mà tất nhiên là tôi chưa up 10 bây giờ đâu. Mà tôi sẽ để đến round 26 tôi up 10. Tôi up 10 ở round 26 cho nó chuẩn bài. Ui, vẫn giữ chuỗi này, hay quá. Hay quá, cái thằng cổ gấu đó không ăn được tôi. Đây rồi, tút ca đây rồi. Con này hôm nay, riêng con này là phải một slot 3 sao. Anh em nhá. Tút ca trận đấu này là phải một slot 3 sao. Thế thôi. Đây rồi, hay quá. Rồi, ổn rồi anh em ạ. Tạm ổn. Nói chung là bây giờ vẫn cứ roll tiếp anh em nhá. Roll đến khi nào mà lên round 26. Roll đến round 26 đó. Trong lúc đấy kiếm lên con Doom anh em ạ. Kiếm lên con Doom nữa. Cho sói với cả Tutka lên 3 sao anh em nhá. Hôm nay Chien Tutka thì cho một slot lên 3 sao. Đấy, còn Aquaman cũng được. Squidman thì thôi từ từ đã. Squidman có khi không chơi anh em ạ. Squidman tí nữa là thay vào bằng Kunka và cái con Doom cho vào nữa, xong đủ bộ. Thế đó. Có trận này có 7, nhưng mà 7 thì từ từ đã để xem là 7 có ra được không. Không có chơi bằng Doom cũng ngon anh em ạ. Về căn bản trận đấu này cần rất nhiều những cái con, nó có những cái con mà tung trưởng nhiều ấy. Cần Doom để nó khóa skill. Mấy con gấu kia các thứ bay nhảy các thứ thì gặp mấy cái bọn beat này nó sướng lắm, nó clear nhanh mà. Nên chúng ta là đây nó vẫn là bộ beat thôi chứ nó không phải là 9 warrior đâu. Nên là gặp mấy cái thằng Sin là nó cũng khá là nguy hiểm đấy. Nó clear bộ beat này nhanh lắm. Đây rồi, lên được 3 sao hay quá. Ây ơi, đây rồi. Ngộ không. Ngộ không vào thay cho con nào ra nhỉ? Cho con cáo ra tạm nữa. Cho cáo ra tạm á. Đây rồi. Hay quá nhỉ. Berserker lấy không? Thực ra cho một slot cho Berserker thì nó cũng không có thiếu lắm. Tí nữa bán hai con đỏ đi thôi, không kẹp được đỏ vào, đúng không? Nên là nếu mà cho một slot cho Berserker trong cái giai đoạn late game, Doom thì nó chỉ lấy được Doom hoặc là lấy 7 thôi chứ không lấy cả 2. Đây, trên này có 9 Assassin này. Càng đấy. Càng đấy, nhưng mà phải roll nhanh cái tay lên. Phải 50 tiền ở đâu cái level 9 mà không roll đi. Chết bây giờ. Thằng này liều thật đấy. Ơi, đây rồi, 7 rồi. Ủa. Lấy một slot cho Berserker được ấy nhở. Thực ra Berserker cần lên 2 đây mà.
Ra 7 rồi là thôi tôi bỏ Doom anh em nhá. Kunka này. Kunka sẽ lấy. Thôi bỏ một đỏ đi. Rao sau là chắc là lên lên 10 luôn. Xong rồi là chúng ta kẹp được 6 Warrior 6 bit của level 10 đấy. Mạnh lắm rồi đấy anh em ạ. Ui nhưng mà cái trận này có bao giờ mà tôi coi như là tôi 100% máu đến hết game không nhỉ anh em nhỉ? Trông cảm giác nó vẫn bị mạnh ấy. Mạnh quá so với phần còn lại ấy. Lấy cái giáp. Cay nhờ anh em nhờ. Đấy tôi đéo kéo cái này ra này. Đấy cứ đến cái đoạn này thao tác cực khó luôn này. Ôi giời ơi. Cái hòm đồ giờ tôi không lấy đồ ra. Cay thật sự. Ơ kìa. Trông. Ơ kìa. Đùa. Cái gì đây. Ê alo alo. Ơ kìa. Kéo mãi đéo được đồ ra anh em ạ. Đùa. Trông vậy cay thật. Thao tác nhìn trông bực bội thật đấy. Đùa. Không kéo nổi cái đồ ra anh em ạ. Lỗi cái đéo gì không biết. Cay thật sự. Ui cay chín. Thằng này chờ 9 assassin fake à? Vãi đái. Mà vẫn ăn được anh em ơi. May quá vẫn dư chuối. Ra được cái con sắp down killer lên 3 sao. Càng á. Ui. 7 lên được 2 đến nơi rồi này. Thuyền trưởng. Kéo con thuyền trưởng xuống. Mê. Ai đấy cho tôi kéo con thuyền trưởng xuống. À. Bây giờ cái thao tác kéo nó không kéo được anh em ạ. Thao tác kéo rồi không kéo được. Thao tác ấn thì vẫn ấn được. Nhưng mà thao tác kéo đéo kéo được là sao. Trời ơi. Cái đồ. Đấy. Trời ơi. Cái ức chế thế nhở. Bị làm sao thế này. À. Ôi dồi ôi. Mãi đéo kéo được đồ. À. Xuống. Mày xuống tao bảo mày xuống cơ mà. Thật tên luôn, xuống đi, mất nhiều thời gian kéo đồ quá. Tao cần phải kéo cái đồ xuống. Đồ ở ngoài hết rồi, bất mẹ chuỗi bây giờ. Đùa thật là như thế luôn. Gặp thằng Beat này có ăn nổi không nhờ. Có con gấu assassin 2 sao này, vẫn ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ui, vẫn ăn được mạnh quá, nhưng mà đồ kéo lên được không? Trời ơi, cái trận này tôi không kéo đồ được mà tiền tôi nhiều vãi cứt luôn rồi. Đây này, trời ơi. Run mạnh cái tay lên. Tầm này hơi sợ thao tác anh em ạ. Có khi là phải dừng lại một chút đã. Từ từ đã anh em ơi. Từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã. Từ từ đã, từ từ đã. Trời ơi, ui dồi ôi. Được không? Được không? Kéo, 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 kéo. Ui dồi ôi, cay quá anh em ơi. Đéo kéo đồ xuống luôn. Thật là như thế luôn. Cái thao tác kéo bây giờ nó bị khóa rồi. Cay thật. Có khi mất chuỗi thằng này không nhở? Về căn bản là vẫn còn hai món đồ chưa ghép được vào người của con 7. Vẫn đấm được này. Hay quá. Ui. Vớ vẩn 100% màu hết game rồi chứ. Ui 72 luôn này. Hay quá. Ê cẩn thận nhá, quả trứng này vớ vẩn lém nhầm vào con khác thì chết. Đây rồi. Ôi đập trứng cho 7 cái à. Đập cẩn thận nhá. Kéo đồ. Ui dồi, tôi lín thở kéo đồ luôn anh em ạ. Lín thở kéo đồ luôn đấy. Kéo được đồ xuống luôn, cay thật. Mà bây giờ tôi sợ nhất là gì anh em biết không? Là tôi cầm quả trứng này tôi nhập tôi đập nhầm bố sang cái con cây ấy. Vãi cứt thật. May đập được vào con 7 rồi anh em ạ. Sợ thật sự luôn.
Bây giờ ấy, cái thao tác chuột của tôi ấy, cái thao tác kéo nó có vấn đề anh em ạ, đang có vấn đề. Thao tác ấn ấy thì nó vẫn bình thường, nhưng mà thao tác kéo là nó có đang có vấn đề đấy. Rồi. Hay quá. Trận này đúng kiểu tri ân Tuka luôn nhỉ. Tuka lên được 3 sao rồi. Hay quá nhỉ. Trời ơi, cho sói rồi. Chúng ta bây giờ chúng ta còn hai con chó sói nữa thôi. Hy vọng sẽ ra hai con chó sói sớm để giữ được cái chuỗi này. Làm một trận đấu 100% màu đến hết game cho anh em nhìn cho nó thỏa mãn đúng không? 100% màu đến hết game. Đấy. Mình chơi game theo phong cách nhà giàu, nhà người có tiền, đơn giản anh em. Chứ còn toàn để chơi thua xong rồi lại phải cứ phải lật kèo ở late game, chơi chán của sư. Anh em nhỉ. Đấy, chơi là cứ phải chơi như này này. Chơi là cứ phải. Ủa, trận này có 9m anh em ạ. 9 lại 9m hai gót kìa. Dạo gần đây cũng khá nhiều người thích cái bộ đấy đấy nhở. Hay là bởi vì là có phải là xem YouTube kênh Game Today của Tuấn Cơm không? Xong rồi cứ tôi ra cái bộ đấy xong là nhìn thấy nhìn trông sướng, rớt giật kinh khủng. Giật cứ bùm 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 bùm, thích chơi kiểu bắn trưởng. Đây rồi, ui rồi, là 30 ra một chân phải. Hay quá anh em ơi, đồ của sói đây rồi. Ôi giời ơi, thế thì ngon rồi anh em. Sợ nhất là chơi con sói là gì? Là round 30 không ra được cái món đồ cái quả trứng. Thì bây giờ nó có rồi anh em. Ngon rồi. Cái món đồ quan trọng nhất trong cái đội hình này và cho cái con co là con sói nó ra rồi anh em ạ. Nói chung là cái bộ này mà chơi con sói thì nó không khác gì là cái bộ 9m đâu anh em ạ. Thật. Nó cái món hổ khác hổ phách này này. Hổ phách không khác gì là chơi 9m mà cần cái giáp băng. Nó y hệt luôn. Tức là nó là cái món đồ mà nếu mà không có thì là xuống hố, còn nếu có thì nó rất mạnh. Đấy. Rồi bây giờ dùng đồ cho chó sói đó. Chó sói giờ chỉ ở 2 sao thôi nhá. 7 cũng là 5 đô 2 sao. Và tôi chơi chó sói. Ok. Rồi. Round này gặp được 9 hẹp cũng hơi sợ một chút. Úi dồi ôi, nó đùm toàn bộ đội hình của tôi luôn kìa. Trừ giáp vào đúng con 7 của tôi luôn. Chăm sự nhờ chó sói rồi. Ăn được không? Sói cố lên nhá. Sói cố lên nào. Hay quá. Sói vẫn đang tiếp tục mổ kìa. Đấy, gọi sói liên tục mà. Sói này tầm này bất tử rồi. Hay quá, thế thằng này đi rồi. 9 feather đi rồi này. Thằng đầu tiên đi. Thằng đầu tiên mà có khả năng counter tôi đấy là đi. Đấy, bộ này là rất là nguy hiểm, là nếu mà quẹt mực mà ngon mà đùm mà con sói là cũng là chết đấy. Sợ phết anh em ạ. Rồi thôi. Chúng ta tiếp tục luôn con sói 3 sao thôi anh em. Rồi còn một con sói nữa thôi. Một sói nữa. Ra đi. Cho xin một con sói nào. Rồi lóc lại rồi. Lóc lại rồi. Mà thực ra thì cũng không cần lóc lại ở rau này. Đập mẹ trứng cho sói đi. Đập trứng cho sói có 2 slot mà, đúng không? 2 slot mua cây mua Aquaman là vừa, đúng không? Bói. Cần gì lóc. Đằng nào chả 100% màu đến hết game. Thực ra lóc thì thêm được một tiền nữa mà. Nhưng mà chuỗi như thế này thì cần gì lóc đâu. Khổ. Tầm này thì chắc là mẹ chả thằng nào ăn được tôi rồi anh em ạ. Khỏe quá rồi. Sói có đồ trấn phái rồi, mạnh lắm. Ồ. Ôi kìa. Ê. Ê. Mày có tôn đồ không? Nó đập chày chết luôn con sói ạ. Ôi giời ơi. Mẹ con sói có quả trứng mà con ngộ không đập một chày lấu giả cầy luôn như này. Thế là thua à? Không hiểu kiểu gì luôn ạ. Sói lên 3 sao này. Ai cầm trứng cẩn thận. Mẹ cầm trứng vớ vẩn lại vứt luôn cây chết đấy. Bây giờ cái điều tôi sợ nhất chính là những cái thao tác kéo anh em ạ. Vớ vẩn kéo nó lại, quả trứng nó lại rớt xuống rồi rớt trúng vào con cây thì thôi toang. Rồi, thế thì bây giờ khác rồi đấy anh em. Bây giờ thì nó khác nhiều đấy. Lấy là sói nó 2 sao thì còn thua thằng đấy thôi anh em ạ. Chứ còn làm gì mà thua thằng Beat được. Chúng ta chơi là Warrior mà. Warrior làm gì thua Beat anh em. Không thua được. Beat Assassin đánh với cả Warrior kết hợp với cả 6 Beat. Không anh em ơi. 6 Warrior, 6 Beat trâu mà. Làm gì sợ bọn Beat đâu. Đấy bây giờ con sói của tôi nó khỏe rồi.
Ồ, tại sao đoạn này lại có nhạc Golan nổi lên thế này? Ồ, thôi lại phải cười vậy. Thực ra khi nhạc Golan nổi lên cũng là lúc tôi phải suy luận. Và theo kịch bản, sau khi tôi sâu chuỗi các manh mối ở trong game, tôi sẽ đưa ra được cái kết luận cuối cùng. Nó sẽ tạo thành cái nút thắt trong game, giúp cho tôi có thể lật kèo và chiến thắng đối thủ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thì nói thật với anh em là tôi đéo biết phải suy luận gì cả. Tất cả là tại thằng editor, nó lồng nhạc sai thời điểm rồi anh em ơi. Không phải cái đoạn này. Khổ, lồng nhạc đoạn này đéo đâu. Không anh em ơi. Con sói ở tôi bây giờ nó lên 3, nó khác rồi anh em ơi. Ồ, sói 3 này. Chấp cả lò nhà thằng gấu assassin với thằng tôn lộ không khộp lại luôn nhá. Đấm đi. Ồ, ui giời ơi, gọi sói lên, gọi sói lên. Ok, ok, đéo gọi sói được thế kia. Ui giời, bị chói. Chán đời thật. Tức là vẫn thua. Sói lên 3 không ăn thua. Thật là như thế luôn. Sói lên 3 không ăn thua. Ơ, thế bây giờ tôi phải làm cái gì đây? Khó nhở. Không ăn được. Cái tình huống này không nghĩ tới anh em ạ. Bất ngờ quá. Tôi cứ nghĩ là như này là vô địch rồi chứ. Ui mẹ ơi. Thế này là không ăn được à. 6 bit warrior. Ơ. Ơ. Đúng rồi. Chưa đủ 6 warrior anh em ơi. Ui rồi ôi. Thế mà từ nãy giờ tôi cứ ngỡ là nó đủ 6 warrior rồi. Đây làm gì đã đủ 6 warrior đâu. Khổ. Đấy bây giờ lên 10 mới đủ 6 warrior này. Ôi giời ơi, tôi quên mất là tôi vẫn đang ở 9 tôi rôn. Trời ơi, thế mà bây giờ tôi mới nhớ ra anh em ạ. Thôi được rồi, 6 warrior, bây giờ tôi lấy cái hút máu nữa xong tôi cho 6 warrior vào. Đấy bây giờ nó khắc bọt ngay. Ôi giời. Tưởng thế nào. Vừa lấy thua là bởi vì là tôi toàn beat thôi. Tôi là beat là chưa kích hoạt được cái bộ warrior anh em ạ. Bây giờ kích hoạt được 6 warrior, giáp nó lên 21 thì nó khác. Thôi đây bây giờ ra đây, lại đây bạn ơi. Nào lại đây. Ui giời ơi, đấy đánh đi. Bây giờ giáp của con sói đó là 21 giáp. Nào đánh đi nào, đánh đi nào, đánh mạnh nữa lên nào. Ôi, vậy con sói nó lại bị chói kìa. Cứ mỗi lần là con sói bị chói là nó điều hóa được. Ui giời, sao này. Ui giời, không ăn được rồi. Thế này không ăn được rồi, thế tại sao nhở? Lý do là đội hình của tôi yếu hơn à? Cay thật. Nó phải có lý do chứ. Lý do là đội hình của tôi nó đang không... À. À, đúng rồi. Đấy là do là tôi không có khống chế. Bây giờ tôi cho thuyền trưởng sang phía bên này để tung thuyền sớm anh em ạ. Khống chế nó. Xong rồi tôi chuyển đồ cho cái con Ngộ Không. Tôi chuyển cái chém lan cho Ngộ Không. Cho Ngộ Không của tôi là khống chế bọn nó. Thế nào ăn được. Rồi thử thế nào. Đấy, thuyền tung ra, nhanh lên. Thuyền tung ra nhanh lên, đúng rồi. Hay quá, đấy Ngộ Không vụt, đúng rồi. Khống chế bọn nó, đúng rồi. Hay lắm, cái con trò sói đó của tôi nó lại đứng im kìa. Ôi dồi ôi, không ổn rồi. Vẫn đéo ăn được à. Tại sao không ăn được nhỉ? À, đúng rồi. Ôi ơi, không ăn được là bởi vì con sói này này. Nó đứng ở cái vị trí này. Là nó bị cái con gấu nó chói. Bây giờ tôi chỉ cần chuyển vị trí của con sói này sang vị trí khác là được anh em ơi. Chuyển vị trí của sói sang vị trí khác là xong. Không đứng trước mặt con gấu ấy là nó sẽ không bị sói. Là mình ăn được. Ôi giời, thế mà không nghĩ ra. Đùa. Thật là như thế luôn. Có ôi cái đơn giản như thế thôi mà không nghĩ ra. Thôi rồi, đấy, trò chơi kết thúc của anh em ạ. Rồi, ổn rồi anh em ơi. Chó sói ở đứng góc rồi, bây giờ ok. Nào, ui giời ơi, được quá nhờ. Chó sói vẫn đang tiếp tục hóa đi. Rồi ok, Ngộ Không chém toàn trượt thôi. Được rồi, hay lắm. Ô,
trông vẫn như cái... Ui là vẫn bị trói đây. Tôi chết rồi, vẫn đéo phải. Sao con sói này của tôi nó cứ đứng im ấy nhở? Ê, alo. Ui dồi, không được rồi, vẫn thua. Thế là đéo phải rồi anh em ơi. Ui dồi ôi. Không phải. À, dồn đồ trông cũng không. Không phải anh em ạ. À, đúng rồi. Tôi nghĩ là bây giờ chắc là lý do là vì tôi chưa dồn đồ cho Ngộ Không đấy. Nếu mà bây giờ tôi dồn đồ cho Ngộ Không thì khả năng là trận round này là tôi thắng này, tôi ăn này. Bởi vì con Ngộ Không nó sẽ clear nhanh cái bọn Beat đi. Thế là lúc đấy bọn nó sẽ không bâu vào con sói của tôi được. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, thế mà bây giờ mình nghĩ ra. Được, thế này quả này là được rồi đấy. Khả năng cao, đấy Ngộ Không bây giờ clear. Đập đúng rồi, đấy clear đúng rồi. Đấy, ui nhưng Ngộ Không của tôi chết nhanh quá. Thế này thì có vẻ như vẫn thua. Ui dồi ơi, vẫn thua, vậy lý do của nó là gì nhỉ? À, đúng rồi, ui dồi ơi. Nó kẹp là nó kẹp 3 Meteorite. Thảo nào mà nó trâu thế như vậy. Rồi, anh em ơi, và cuối cùng là chúng ta đến cái round mà thường nó sẽ là cái bước ngoặt thay đổi trong cái trận đấu. Nó sẽ vào cái round này đây. Rồi, editor. Nào, nhạc cô Lan nổi lên em ơi. Lên đi. Rồi, này, 2, 3, cười này. Thực ra, việc lựa chọn cho sói làm co ngay từ đầu chưa bao giờ là sai hết. Lý do khiến cho đối thủ áp đảo được tôi bởi vì chưa đủ 3 món trấn phái của con sói. Thứ nhất, hổ phách giúp cho sói kích hoạt khả năng tối thượng, triệu hồi không giới hạn. Món thứ hai không thể không có, đấy chính là chén thánh giúp tăng khả năng hồi máu cho chó sói. Và món đồ cuối cùng, xẻng hót cứt chó màu đỏ. Mỗi lần đối thủ tấn công vào người chó sói, tay đối thủ sẽ dính cứt chó rất thối, khiến cho đối thủ bị nhiễm bệnh mà chết từ từ, nhất là những cái thằng mà sợ bẩn. Và cuối cùng, chỉ có một line-up duy nhất mà tôi có thể sử dụng để chiến thắng trong trận đấu này. Câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là 9 Warrior. Anh em thấy chưa? Anh em ơi, tôi mà đã suy luận là nó chỉ có lật kèo chiến thắng thôi anh em ạ. Quá đơn giản. Ôi giời ơi, tưởng như nào. Đấy anh em thấy không? Hào quang nhân vật chính. Thua kiểu gì được? Cứ bật nhạc cô Lan lên suy luận một cái lật kèo ngay. Rồi, rất là cảm ơn các anh em đã xem và thích video này. Nếu anh em chưa đăng ký, có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác của tôi. Nếu anh em có thời gian, xin giới thiệu với anh em hai siêu phẩm ở trên cái màn hình kết thúc anh em nhé. Ở bên trái, siêu phẩm siêu đẻ với một cái cú flash switch cuối game. Bất ngờ lắm anh em ạ, đố anh em đoán được luôn. Và clip bên phải, siêu phẩm lật kèo cực kỳ mãn nhãn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.